chết não được đưa vào phòng mổ để hiến tạng khiến dân mạng cảm động. Coraline Sobolik, 22 tháng tuổi, đã được mẹ của mình, Megan Sobolik, 29 tuổi, hôn chào tạm biệt trước khi cô bé được đưa vào phòng mổ để hiến tặng. Con đã cứu sống ba người khác, mẹ yêu con mãi mãi, Megan khóc và nói lời chào tạm biệt với cô con gái bé nhỏ của mình. Coraline sống tại thành phố New Hampton, bang Iowa, Mỹ, đã bị rơi vào trạng thái chết não một ngày trước đó sau 5 ngày chống chọi với căn bệnh suy hô hấp vì bị nhiễm virus, trong 5 ngày chống chọi với bệnh tật, Coraline đã 3 lần rơi vào trạng thái ngưng tim, trước khi rơi vào trạng thái chết não và không thể cứu chữa được. Gia đình của Coraline đã quyết định hiến tặng tim, thận và gan của cô bé cho ba người khác. Đoạn clip được chị gái của Megan ghi lại cho thấy khoảnh khắc cô bé Coraline nằm trên giường bệnh, được các bác sĩ và cha mẹ của cô bé đẩy vào phòng mổ để hiến tặng đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã đừng xếp hàng hai bên hành lang để đón chào và tôn vinh hành động nghĩa hiệp của cô bé, những người này đã cùng nhau hát thánh ca như một cách để cầu chúc cho Coraline được an nghỉ, nhiều người trong số đó đã không cầm được nước mắt. Mẹ yêu con mãi mãi, con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mẹ, mẹ của bé Coraline khóc khi hôn lên má của cô bé đang nằm trên giường bệnh. Đoạn clip này sau đó được chia sẻ lại cho Megan và cô đã chia sẻ đoạn clip lên trang Facebook cá nhân để những người thân trong gia đình có thể xem được khoảnh khắc cuối cùng của con gái mình. Tuy nhiên đoạn clip cảm động này đã nhanh chóng gây sốt, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Bản thân Megan Sobolik và chồng cũng rất bất ngờ khi đoạn clip lại được nhiều người biết đến như vậy. Tôi không biết phải mô tả thế nào ngoài từ phi thường về cách đối xử của các nhân viên bệnh viện với chúng tôi. Họ xem chúng tôi như gia đình. Megan chia sẻ về khoảnh khắc con gái trước khi vào phòng mổ để hiến tạng đó là một khoảnh khắc cảm động và tôi rất xúc động vì Coraline đã có thể cứu được nhiều mạng sống như vậy. Tôi rất biết ơn vì ký ức về Coraline được sống mãi, Megan cho biết thêm, chúng tôi đã choáng ngập vì sự ủng hộ mà chúng tôi đã nhận được trên khắp thế giới, thật tuyệt khi biết được rằng con gái bé nhỏ của tôi đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Ngoài Coraline thì Megan và chồng còn có với nhau hai người con khác, cặp vợ chồng này đã quyết định sẽ hiến tặng của con gái mình nhằm giúp cứu sống được những người khác trái tim của cô bé Coraline đã được tặng cho một bé trai một tuổi. Gan đã được hiến cho một bé gái một tuổi khác và thận của cô bé đã được hiến cho một người phụ nữ 41 tuổi. Tôi khuyến khích mọi người nghĩ về việc hiến tặng, cho dù đó là cha, mẹ, anh trai hay em gái, bạn có lựa chọn để giúp cho di sản của họ còn tồn tại mãi. Megan chia sẻ thêm về quyết định hiến tặng của con gái mình, di sản của Coraline hiện đã có thể sống thông qua ba người khác nhau. Trước đó, cô bé Coraline đã bị trở bệnh từ ngày 17 tháng 4 và được nhập viện 2 ngày sau đó. Các bác sĩ nhận thấy triệu chứng khó thở ở cô bé và xét nghiệm thấy cô bé bị nhiễm virus Parainfluenza, một loại virus gây nên các vấn đề về hô hấp. Có nhiều loại virus khác nhau, thông thường chỉ gây nên các triệu chứng về hô hấp và sẽ tự hết sau vài ngày. Tuy nhiên, có những loại virus gây nên các biến chứng nặng khiến người bệnh khó thở và phải nhập viện. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng nhưng tình trạng của Coraline không được cải thiện cô bé đã 3 lần bị ngưng tim và sau 5 ngày nhập viện đã rơi vào trạng thái chết não. Các bác sĩ cho biết cô bé sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa và chỉ có thể hô hấp nhờ máy móc. Đây là thời điểm cha mẹ cô bé đã phải đưa ra quyết định khó khăn nhất của đời mình, đó là hiến tạng tạng của Coraline. Các bác sĩ đã quyết định ngừng máy móc hỗ trợ vào ngày 29 tháng 4 vừa qua và phẫu thuật để lấy tạng của Coraline ghép cho những người khác. Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip cũng đã gửi những lời chia buồn đến vợ chồng Mi Hừng đồng thời gửi những lời chúc an nghỉ đến cho cô bé Coraline. Cô bé ấy xứng đáng là một thiên thần, hy vọng mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bố mẹ của em, một cư dân mạng chia sẻ trên Facebook. Thật là một khoảnh khắc cảm động, cô bé vẫn sống trong cơ thể của một người khác, hy vọng những người được ghép tạng sẽ sống một cách xứng đáng, một cư dân mạng khác chia sẻ. Tê Thủy